Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Hôm nay, ngày 7 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Những thông tin mới về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á từ lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin về việc cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 8 tháng 1 là không chính xác. Cộng đồng quốc tế kêu gọi hòa bình cho bất ổn ở Kazakhstan.